Đây mọi người, cái thịt của mình á bây giờ nó kẹo rồi đây. Nó kẹo như vậy là được rồi, mình giờ mình tắt lửa được rồi. Mọi người, hôm nay mình làm món bò kho, xương bò kho. Xương bò bây giờ mình rửa sạch rồi. Giờ mình bắt lên nước sôi mình trụng. Ok, nước nó sôi rồi, bây giờ mình bỏ xíu muối vô nha mọi người. Muối rồi mình bỏ gừng. Mình bỏ gừng. Bây giờ mình bỏ thịt vô. Thịt vô mình trụng. Mình để nó sôi rồi mình lấy ra, mình rửa. Nó sôi vậy được rồi nha mọi người, nó trào mấy cái bọt lên như vậy là được rồi. Bây giờ mình tắt lửa, mình đem ra mình rửa. Bây giờ mình làm nước sốt nha. Mình lấy nước tương. Nước tương. Đây là đường. Rồi mình cho vô 2 muỗng rượu. 2 muỗng rượu nha mọi người. Rồi bây giờ mình bỏ, đây là tỏi băm, mình lấy một ít thôi, chừa một ít lại. Tỏi băm. Đây là gừng, gừng băm. Đây là hành. Mình chừa lại một ít, một lát hành phi cho nó. Giờ mình bỏ dầu mè vô nha mọi người. Mình bỏ tiêu. Rồi cái nước sốt mình đây. Rồi bây giờ mình bỏ nước. Nước vô nha mọi người. Mình trộn lên cho nó tan hết mấy cái gia vị của mình. Rồi mình đổ vô thịt mình ướp. Thịt này sau khi mình trụn, mình rửa sạch rồi á, mình để cho nó ráo nước. Mình bỏ cái sốt này vô mình ướp. Đó, ngon rồi chưa? Cái cục sườn bò nó, thịt nó bự dễ sợ luôn. Thơm lắm mọi người ơi. Mình ướp khoảng nửa tiếng là được. Mình ướp hồi nãy giờ nửa tiếng rồi đây nha mọi người. Bây giờ đây mà có chuẩn bị rau sẵn rồi nè. Đây là nấm. À, nấm này là kinh. Nấm này nấm gì ta? Nấm đùi gà với hoa lan tây với lại cà rốt. Cái chảo nó nóng rồi mình đổ dầu vô. Mình ít dầu thôi, mình không cần dầu nhiều quá. Tỏi với lại hành hồi nãy nó còn dư á, mình bỏ vô mình phi. Cho nó vàng. Đó. Rồi bây giờ mình đổ cái số thịt này hồi nãy mình ướp nè, mình đổ vô.
mình trở nó lại. Cái gia vị trong đây nó còn lắm mọi người, giờ mình bỏ thêm một khớp nước này nữa vô. Hành tráng á. Rồi bây giờ mình đổ vô cái này nè. Để coi. Ồ, cái đoạn thịt của mình nó kẹo rồi đây nha mọi người. Thịt của mình nó kẹo rồi, bây giờ mình trở một lần nữa. Thơm quá. Trở lại. Giờ xong rồi mình bỏ rau củ quả vô. Bây giờ mình bỏ cà rốt vô. Cà rốt mình nó chín cà rốt nè. Đó. Đó, cà rốt rồi nấm. Mình thích ăn rau ăn nấm nhiều cho nên mình bỏ rau với nấm nhiều. Đây. Mình thấy vậy với một lát nấm nó xẹp xuống đó, thì nó còn ít lắm. Mà mình thích ăn nấm nhiều quá mình bỏ nấm. Giờ mình đậy nắp lại nha mọi người. Mình đậy lại, mình hầm khoảng 20 phút nữa là cho cái mấy cái rau củ đồ nó chín rồi là mình đem hành vô là mình ăn được. Wow, nhìn nó ngon chưa mọi người? Nó gần chín rồi đó, nó kẹo lại chút nữa là được. Giờ mình bỏ hành vô. Đây mọi người, cái thịt của mình á bây giờ nó kẹo rồi đây. Kẹo như vậy là được rồi, mình giờ mình tắt lửa được rồi. Đó. Này nhìn cái miếng thịt nè, nó dài dễ sợ luôn. Cái miếng thịt của mình đây. Ăn một miếng là no luôn á. Cái này mình mua 4 phao thịt là nhiêu, gần 2 kg, khoảng 1,8 kg á, mà nó có được có mấy cục như vậy nè, ngon ghê chưa. Ngon quá nè. Mình nấu này mấy tiếng đồng hồ mà con gái mình nó ngồi nó đứng lên nó đợi, nó không chịu đi ngủ luôn. Ngon quá. Ngon hay là? Dạ. So good luôn á. Mai mấy mẹ ấy bánh mì cho con ăn nha. Hồi nãy con mở ra đó quên rồi hả? Ờ. Bye bye mọi người, cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình nha. Mọi người cho mình một like, một share and một đăng ký để mình có động lực mình làm nhiều video hay hơn nha. Cảm ơn mọi người. Bye bye.